Xin chào toàn thể anh em đam mê săn bẫy trên mọi miền của Tổ quốc đã quay trở lại shop loa điều khiển từ xa, giá rẻ là niềm tin, là điểm đến cho anh em đam mê. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác hai cái mẫu loa được các bác tin tưởng sử dụng nhiều nhất trên thị trường các bác nhé. Đó là một cái mẫu loa Daily Q93 và một cái mẫu loa Daily Q92. Đấy, hai mẫu loa này thì là một trong những mẫu loa cao cấp nhất nhì trên thị trường rồi. Thì các bác mà chưa có loa này, loa hỏng, loa lỗi mà các bác muốn tham khảo những mẫu loa cao cấp thì các bạn cố gắng theo dõi hết video để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc loa bẫy chim bên em các bác nhé. Đây, loa chim còi giờ về cực kỳ nhiều rồi. Đấy, các bác nên sắm cho mình một trong những chiếc loa về là các bác đi đánh bẫy giải trí này, hoặc là các bác làm cung thủ chuyên nghiệp thì các bác bẫy loa này thì là để kiếm thêm những thu nhập chính các bác nhé. Thì cũng không để quá trời lâu nữa, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết những phụ kiện loa khi có mua loa các bác sẽ nhận được gì các bác nhé. Đây là một cái dây sạc này đúng không ạ, và một cái để các bác sạc cái đào móc cái điều khiển các bác nhé, và pin điều khiển này, pin đào móc này, và một túi đeo loa màu dàn di có lỗ thoát tiếng rất chi xịn sò đây rồi. Đấy, phụ kiện là đầy đủ các bác nhé, khi các bác mua theo loa sẽ nhận được đủ các phụ kiện này các bác nhé. Thì sau đây em sẽ điều giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu loa một, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính nhé. Đây, đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cho các bác là một cái mẫu loa Daily Q93 phiên bản tiếng Anh các bác nhé, phiên bản tiếng Anh. Đấy, là các bác dùng, một là nó sẽ là bền bỉ, hai là âm thanh của nó cực kỳ hay các bác nhé. Thì mẫu này thì là sẽ hai nút hai bên các bác nhé, hai nút hai bên đây ạ, tất cả bằng tiếng Anh hết, hàng xịn sò hết các bác nhé. Đằng sau thì là sẽ có thông số của thân loa, công suất là 100W, pin là 2200 mAh, tương đương các bác dùng tầm độ 10 đến 12 tiếng đồng hồ. Đấy, pin rất chìa trâu bỏ mẫu loa Daily Q92, mẫu loa Daily Q93 các bác nhé. Thì tất cả là vỏ ngoài là hợp kim nhôm nguyên chất các bác nhé, cho ra một âm thanh rất chi là hay rồi. Các bác đi đánh bìm bịp đa cuốc núm trồn đèn thì ở cái mẫu loa này đạt hiệu quả cực kỳ cao các bác nhé. Thì một cái mẫu loa này, đây em sẽ test cho các bác nghe thử âm thanh luôn để các bác cảm nhận các bác nhé. Rồi khi các bác để thẻ vào bao giờ nó ở chế độ bao ship này các bác nhé. Đây, chế độ bao ship chứ nó không chạy được ngay. Các bác lấy đào móc hoặc là các bác lấy điều khiển, các bác ấn chữ play thì loa mới chạy được. Nếu không các bác ấn ở thân loa, các bác ấn chữ play nhé. Ok chưa? Loa mới chạy được các bác nhé. Chịu xòa chưa? Đấy, tiếng bìm bịp nghe rất chuẩn đúng không ạ? Đấy, thì một chiếc loa Daily Q93 phiên bản tiếng Anh mẫu mới nhất của năm 2022 thì bên shop đang bán với giá là 650.000 đồng một cái các bác nhé, 650.000 đồng một cái bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tất cả các bác mua hàng bên em, các bác sẽ được kiểm tra hàng đúng hàng, các bác đặt trên video thì các bác sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Em sẽ giới thiệu cái mẫu loa thứ hai, nó sẽ nặng hơn một chút các bác nhé. Đấy, cái này thì sẽ có 3 nút, đây là mẫu loa Daily Q92 các bác nhé. Đây, Daily Q92 tất cả phiên bản tiếng Anh hết các bác nhé, hàng chuẩn chỉ, hàng xịn sò, hàng loại một luôn. Đây, tất cả trên này là bằng tiếng Anh hết đúng không ạ? Cái này có đài FM, có radio để các bác có thể kết nối điện, để các bác có thể nghe đài, có radio, nói chung đầy đủ hết các bác nhé. Thì mẫu loa này thì sẽ 3 nút này, nút này nút mở nguồn này đúng không ạ, cho chỉnh bass, và một nút để chỉnh chat các bác nhé. Thì là về pin thì vẫn là 2200 mAh, và công suất sẽ là toàn loa Daily Q93 một chút các bác nhé, công suất là 180W, sạc là sạc 9V. Ok chưa ạ? Đấy, mẫu loa này thì âm thanh cực kỳ to rồi, công suất của nó tận 280W cơ các bác ạ. Đây, em sẽ lắp cái thẻ nhớ vào, em sẽ test cho các bác nghe trực tiếp các bác nhé. Đấy, đút thẻ nhớ vào, nó sẽ chế độ bao ship này các bác nhé. Các bác ấn play thì loa mới chạy được các bác nhé. Ok chưa? Âm thanh cực kỳ to các bác ạ. Đấy, tiếng chim sẻ. Đấy, thì một cái loa Daily Q92 phiên bản tiếng Anh này, bên shop đang bán với giá là 750.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển tận nhà các bác nhé. Đó về hai mẫu loa em muốn giới thiệu đến cho các bác. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu loa nào thì liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em, để bên em tư vấn và bán cho các bác những cái chiếc loa bẫy chim giá cả hợp lý nhất thị trường hiện nay nhé. Vâng, một video em làm rất chi là ngắn thôi, thì cho em được xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.